Khi oral sex thì rất là nhiều anh nam giới muốn được ân ái và muốn được liếm mút và nuốt cái dâm thủy của người phụ nữ. Nhưng không phải chị em phụ nữ nào cũng đủ can đảm để cho các anh nuốt dâm thủy vào trong bụng. Và có một số chị em có hỏi tôi rằng, thưa chuyên gia, đó là khi nuốt dâm thủy của chị em phụ nữ vào bụng có bị làm sao không? Chính vì thế, trong video ngày hôm nay, tôi sẽ trả lời tất tần tật những câu hỏi của các anh em cũng như các chị em đang thắc mắc. Và bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu. Ok, let's go! Chất nhờn hay còn gọi là dâm thủy của chị em phụ nữ là một trong những thành phần tự nhiên của cơ thể, gồm có nước và những thành phần axit và được hòa quyện vào. Thứ nhất, có tác dụng bôi trơn khiên ái làm tình. Khi bạn và người nam giới của bạn ân ái và làm tình với nhau mà chỗ vùng kín của các bạn bị khô hạn, thì khi ân ái, dương vật cọ vào âm đạo sẽ rất là đau rát. Tiếp theo nữa, đó là khi mà chúng ta không có nước dâm thủy thì cuộc vui cảm giác như nó sẽ mất cảm xúc, giống như một người nam giới bị yếu sinh lý vậy. Ngoài ra, nước nhờn dâm thủy của chị em phụ nữ có tác dụng đó là tiết ra một số chất, đó là bảo vệ dương vật khi mà dương vật tác dụng qua lại với âm đạo của người phụ nữ. Tuyệt vời hơn nữa, đó là chất nhờn của chị em phụ nữ còn có tác dụng đó là đưa tinh trùng di chuyển vào trong nàng trứng, tỷ lệ thụ thai tăng hơn. Nhưng nếu ngày hôm đó các bạn ân ái mà trứng các bạn không dụng thì nó cũng sẽ là một thành phần để giúp cho các bạn tránh tỷ lệ thụ thai rất là cao. Vậy nước nhờn của phụ nữ có vị gì? Nước nhờn thông thường cơ bản và không có bệnh tật, không có bệnh lý thì sẽ là nước nhờn dạng dòng trắng trứng, nó hơi dính dính này, màu trong suốt và gần như không có mùi, không có vị và nhìn rất là tuyệt vời. Nhưng có một số chị em do ăn uống, do cơ địa, do sức khỏe, do bệnh tật và do rất là nhiều những nguyên nhân sinh lý khác thì sẽ khiến cho cái nước nhờn của họ mỗi người một khác, và có người thì cái nước nhờn tanh hôi, có người thì như mùi cá, có người thì như mùi sắt, có người thì như mùi khai nữa. Vậy nước nhờn có những vị gì và nguyên nhân tại sao lại hình thành lên những vị đó thì Giang sẽ phân tích cho các bạn ngay sau đây. Thứ nhất, nước nhờn của phụ nữ có mùi sắt. Nước nhờn của chị em phụ nữ có mùi sắt hay cái mùi rỉ sét được hình thành nguyên nhân chủ yếu là do cái thời kỳ chúng ta trước kỳ kinh nguyệt, trong kỳ kinh nguyệt và sau kỳ kinh nguyệt. Chính vì thế nên là các chị em hãy vệ sinh sạch sẽ, hãy thay băng vệ sinh thường xuyên này, sử dụng cốc nguyệt sa này, thay thế tampon này, và đặc biệt đó là vệ sinh cô bé đúng cách. Đừng có quá 4 tiếng lúc đấy chúng ta quên thay băng vệ sinh, hoặc là đừng có ấp cái quần con quá là lâu vào vùng kín thì sẽ làm cho mùi vùng kín không được thơm tho sạch sẽ. Và các chị em lưu ý nhớ lựa chọn cái sản phẩm dung dịch vệ sinh hay gel vệ sinh phù hợp với nồng độ pH bên trong âm đạo. Và sau khi mà rửa xong thì các bạn có thể lấy khăn bông mềm, các bạn thấm, các bạn chấm vào vùng kín của chị em phụ nữ để cho cô bé được sạch sẽ và khô thoáng hơn. 2. Nước nhờn của chị em phụ nữ có mùi vị chua, hơi khai. Các chị em hay gặp tình trạng dương vật và âm đạo hay tiết ra nước nhờn có cái vị chua hơi khai. Nguyên nhân chính thứ nhất đó là do tiết ra trong thời kỳ mùa hè. Mùa hè thì cơ thể chúng ta sẽ tiết ra rất là nhiều mồ hôi đúng không ạ? Ngay cả nách hay là vùng kín cũng thế thôi. Nhưng chủ yếu đó là do một số chị em phụ nữ cũng như các anh nam giới mặc đồ lót quá chật. Mặc quần xịt lót hay quần xịp quá là chật nên là nó kìm hãm sự phát triển của cô bé, cậu bé cũng như là cái dịch nhờn nó bị o ép, kết hợp với cái đồ lót của chúng ta nó không phải là chất cốt tông, nó không có cái chức năng thấm hút nên là cái lúc mà mồ hôi ra thì nó sẽ làm cho cái chỗ đó nó hơi khai và hơi chua. Nhưng mà khai với chua, nguyên nhân nữa đó là do chúng ta khi đi tiểu xong các bạn không biết lau cái vùng kín của các bạn. Ví dụ một số anh nam giới đi tiểu xong anh ấy rung để cho đầu dương vật, cái những cái nước tiểu ở phần đầu khắc quy đầu nó sẽ rơi rớt ra đúng không ạ? Hoặc một số chị em sẽ lấy giấy vệ sinh hoặc là lấy cái khăn các chị em chấm vào đúng không ạ? Nhưng mà không phải chị em phụ nữ nào cũng hiểu điều đó nên là một số chị em tụt quần gái đi tè xong là nhấc quần lên luôn, làm cho những cái nước tiểu rơi rớt ở phần tiểu Eva nó sẽ ấp ngay vào đồ lót và chỗ đấy mùi rất là khai. Và cách khắc phục là gì? Các chị em cũng như các anh lưu ý cho tôi. Thứ nhất, dù mùa đông hay mùa hè, đồ lót phải khô thoáng sạch sẽ. Tiếp theo nữa đó là mình hãy đi tiểu sạch sẽ nhất có thể kết hợp với giấy vệ sinh cũng như kết hợp với khăn bông sạch để thấm mút để cho vùng kín chúng ta sạch sẽ và khô thoáng hơn.
3. Nước nhờn có mùi hơi tanh nhẹ. Gần như cái trường hợp nước nhờn có mùi hơi tanh nhẹ như thế này là tất cả các cặp tình nhân ai cũng gặp phải, ngay cả tôi hay chồng tôi hay tất cả các bạn đang xem video này cũng thế thôi. Cái mùi hơi tanh nhẹ như thế này là mùi từ nước nhờn của nam giới kết hợp với mùi nước nhờn của nữ giới, hai bên hòa quyện vào nhau. Và chính vì cái nước nhờn như thế này thì sẽ giúp cho cái lúc mà chúng ta ân ái nó thăng hoa hơn, nó trơn chua hơn, nó như một chất dầu bôi trơn vậy. Chính vì thế khi mà chúng ta ân ái và làm tình xong thì các bạn hãy nhanh tay vào nhà vệ sinh, rửa cái bộ phận cô bé và cậu bé của mình, đặc biệt là sau 30 phút sau khi ân ái và làm tình, để nếu mà có dâm thủy, nước nhờn hay đặc biệt là có tinh trùng sót lại bên trong thì nó cũng sẽ sạch sẽ và tránh tình trạng viêm miệng phụ khoa hơn. Sản phẩm Venus Amorius giải quyết các vấn đề về xuất tinh sớm, yếu sinh lý, rối loạn cương dương, dương vật không cương cứng, có tác dụng bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, giải quyết vấn đề mãn dục nam, sinh tinh bổ huyết, là sản phẩm của tập đoàn Venus Group. Venus Amorius lấy lại bản lĩnh phái mạnh. 4. Nước nhờn của chị em phụ nữ có mùi vị ngọt hoặc hăng. Có một cái rất là thú vị, đó là nước nhờn của chị em phụ nữ chúng ta cũng như là tinh trùng của các anh nam giới sẽ bị phụ thuộc rất là nhiều vào chế độ ăn uống. Nếu mà ngày hôm đó chúng ta ăn dứa, cam, hoa quả thì cái nước nhờn của chúng ta sẽ có cái mùi rất là ngọt, rất là thơm và cả cái mùi gọi là man mát thanh thanh. Nhưng nếu ngày hôm đó chị em phụ nữ chúng ta ăn thịt chó mắm tôm, ăn tỏi, ăn hành, ăn những cái chất có mùi hăng, nóng, cay, nồng sẽ làm cho nước nhờn của chị em phụ nữ có mùi tanh và rất là hắc. Nên là các anh nam giới khi xem được cái video này, những cái thức ăn của chị em phụ nữ cũng sẽ tác động trực tiếp lên những cái thức ăn của các anh nam giới khi các anh xuất tinh. Nên để muốn cho nước nhờn cũng như tinh dịch của chúng ta có mùi vị ngọt và thơm mát thì các anh chị nhớ ăn hoa quả nhiều vào nhá. 5. Nước nhờn của chị em phụ nữ có mùi vị tanh như cá và đặc biệt là vùng kín khí hư có mùi vị như lên men. Xin chúc mừng các bạn nếu mà các bạn đã có cái dấu hiệu như cái số 5 này, có nghĩa là các bạn đang có một chiếc vé tới phòng khám phụ khoa rồi. Tại vì là thứ nhất, khi mà chị em phụ nữ chúng ta sạch thì không sao, còn khi chị em phụ nữ chúng ta mà khí hư như bã đậu, như sữa chua, như nước mũi, chứng tỏ là vùng kín của các chị em đã bị viêm nhiễm phụ khoa. Nếu mà có mùi tanh như cá thì có nghĩa là các bạn đang bị trùng roi xâm lấn, còn nếu các bạn như kiểu lên men thì có nghĩa các bạn đang bị trùng nấm. Cái khí hư như kiểu bã đậu và nó cứ vón cục ở lớp quần con, nó cứ trắng trắng đục đục á, rất là nguy hiểm. Nếu các bạn không chữa thì để lâu dẫn đến tình trạng đó là khó con, vô sinh và nó cực kỳ tanh và hôi. Bản thân mùa hè như này các bạn mặc váy, các bạn đi qua chỗ đông người thôi, người ta cũng có thể cảm nhận được. Hoặc đặc biệt tôi đã gặp cái rất nhiều trường hợp, bản thân tôi đi mua sắm quần áo thôi, đi shopping, không may thử vào một cái quần mà người trước người ta vừa mới thử xong, cái mùi đụng quần rất là kinh khủng. Và tôi không hề biết rằng người ta bị như thế thì không biết là cái lúc mà ân ái oral sex, người chồng người ta chắc chả bao giờ dám ân ái cả. Chính vì thế nên các chị em nên nhớ, có biểu hiện khí hư như bã đậu, sữa chua, nước mũi, bị lên men, bị vón cục thì đây là biểu hiện của viêm nhiễm phụ khoa. Ngay lập tức các chị em có thể liên hệ ngay đến số Zalo của tổ chuyên viên của Giang Venus để đội ngũ chuyên viên của Giang Venus có thể tư vấn hơn cho các chị, để các chị có thể chữa cái bệnh phụ khoa này một cách nhanh nhất. Bên cạnh đó, một điều cực kỳ lưu ý với những chị em phụ nữ nào mà khí hư mà lên men như sữa chua thì các chị em nên bổ sung thực phẩm, đó là sữa chua. Tại vì là chúng ta đang bị lên men, là chúng ta đang có yếu tố vi khuẩn trong đó, thì chúng ta ăn sữa chua vào thì sữa chua nó sẽ bổ sung vitamin, bổ sung dưỡng chất, giúp cho cái tỷ lệ viêm nhiễm phụ khoa sẽ giảm hơn rất là nhiều. Và đây là một bí kíp, không phải chị em nào cũng hiểu điều đó, nên các chị em hãy lưu ý về cái đồ ăn thức uống của mình cũng như là bổ sung dưỡng chất acid amin, acid lactic đặc biệt trong sữa chua để cho chúng ta đẩy lùi viêm nhiễm phụ khoa một cách nhanh nhất. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại câu hỏi ở phần đầu bài mà tôi vừa đưa ra, đó là nuốt nước nhờn của chị em phụ nữ có sao không? Về mặt tình cảm, tâm lý thì nuốt nước nhờn là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Và nếu mà chúng ta yêu nhau thì chúng ta có thể trân trọng từng những cái bẩn của nhau, đúng không nào? Ví dụ một số chị em bị hôi nách, hoặc là một số anh em bị mồ hôi, dầu, hôi chân, người ta vẫn yêu thương nhau. Vậy nước nhờn của vùng kín chúng ta vẫn có thể ân ái và thăng hoa với nhau. Cũng giống như chị em phụ nữ chúng tôi oral sex cho các anh, BJ cho các anh và nuốt cả tinh dịch của các anh, đúng không ạ? Thì các anh nuốt lại nước nhờn của chị em phụ nữ chúng tôi là điều hoàn toàn bình thường. Và khi nuốt lại thì chúng tôi thấy là các anh trân trọng chúng tôi tuyệt vời như thế nào, các anh yêu thương chúng tôi thì các anh mới nuốt. Nhưng về mặt sức khỏe, nếu một cái vùng kín của chị em phụ nữ thơm tho, sạch sẽ, chỗ đấy thông thoáng và không có mùi đã vậy,
cái nước nhờn, nó ngọt, nó thơm, nó khanh thì nước thì nuốt, đó là điều tuyệt vời. Còn nếu một số chị em mà có những cái biểu hiện nước nhờn có mùi hôi khai như cá, như mùi rỉ sắt hoặc là lên men nấm mốc như Giang vừa bảo bên trên thì tốt nhất là chúng ta cancel, không nên nuốt. Tại vì sao ạ? Khi nuốt như vậy thì sẽ làm cho bản thân người nam giới sẽ bị ung thư vòm họng gián tiếp, hoặc bản thân người phụ nữ cũng rất là gọi là sợ hãi và ám ảnh, tại vì là nó hôi quá, không đủ tự tin để dâng cho chàng nuốt. Tiếp theo nữa đó là nếu mà ai đó đang bị mồm, đang cái gọi là khoang miệng đang bị chảy máu hoặc là đang bị như thế nào đó thì khi chúng ta nuốt vào thì nó sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp đến khoang miệng của chúng ta. Nên là cách vệ sinh miệng của đối phương cũng chính là cách vệ sinh chăm sóc vùng kín của mình. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết cái video này. Nếu bạn thấy hay hãy ấn like và share. Bên cạnh đó hãy ấn đăng ký và bật chuông thông báo để xem được những video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!